Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 20 của bộ truyện kiếm hiệp Hắc Nhỏ Tác giả Trần Thanh Vân Qua giọng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay Hãy like và comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Để nhận những thông báo mới nhất Khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Trịnh Tam Giang không hề bước ra khỏi bảo ử. Không phải thế. Hành tung của y rất là thần bí ngày thường rất khó gặp được y. Y chỉ xuất hiện bất ngờ, không ai lường được. Thế công lực của y thế nào? Không thể lường được. Sư Điệt chưa từng trông thấy y giao đấu với ai bao giờ. Thôi, Sư Điệt phải đi thôi. Cầu xin tiểu sư thúc, nếu mà có động thủ với gia sư, thì xin nhẹ tay. Dù sao, người cũng là có ơn dạy võ cho Sư Điệt. Điều này tất nhiên rồi. Chỉ có điều võ công của người thế này, thì uh, tất nhiên võ công của sư phụ người cũng không kém. Sao lại chịu khuất phục vọng Nguyệt Bảo? Chỉ vì một khẩu khí. Tức là sao? Đúng ra giả sử mới là bá chủ võ lâm của Nam Phương. Chỉ vì bị Nam Thiên Thần Long Dư Hoa Vũ thay thế, nên vì một chữ dành mà tham gia vào trận tuyến của bắc Bảo. Đình Hào bất giác cảm khái thở dài nói Đây là bệnh chung của người võ lầm Dư Điệt xin bái biệt Xin tiểu thúc thúc chuyển lời thăm hỏi của đứa con bất hiếu này đến cha mẹ Nói rằng Bỗng ngay lúc đó Có hai bóng người từ xa xa chạy lại Đình Hào lướt mắt nhìn rồi nói Chắc là người bên phe bác bảo Phi Nhược Ngu cũng quan sát rồi nói Không sai, chính là mật thám của bác bảo xin tiểu thúc thúc tạm lánh mặt trong giây lát đinh hạo lập tức ẩn mình vào bụi rậm chỉ trong nháy mắt đã thấy một nam một nữ ăn mặc kiểu cách nông phu lướt tới phi nhờ ngu trầm giọng nói nguyệt tránh trung thiên hai người kia dừng lại nói ngân hán vô thành phó tổng quan phải không không sai chính là bản tọa đây hai người kia bước tới cùng chấp tay xá một xá rồi hỏi phó tổng quản tình hình trong trang viên thế nào không thấy động tĩnh gì đông khanh mời người về thành thương nghị được việc ở đây giao cho hai người phải cẩn thận hết sức đấy chúng thuộc hạ vâng mệnh phi nhược ngu quay mình lướt đi hai người mới tới ngồi xuống một gốc cây gần đó Đinh Hạo biết tình hình rất khẩn trương, mật thám của đối phương sẽ còn tiếp tục đến nữa, phải tìm cách cho người trong trang viện không tiếp xúc với chúng. Nghĩ vậy nên hắn bất thần từ đằng sau lướt tới, xuất chỉ điểm nhanh. Hai tên mật thám chưa kịp định thần đã bị điểm huyệt kéo quỵ ra đất. Đinh Hạo lướt về trang viện thì đã thấy trai gái già trẻ gần 20 người và mười mấy con ngựa đã tụ họp ở sân trước, sẵn sàng lên đường. Lạc Ninh thấy Đình Hạo trở về thì chạy ra ngành đón nói. Tiểu sư Thúc, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi. Đình Hạo gật đầu nói. Rất tốt, người của đối phương cũng đã xuất hiện. Không thể nào chậm chế được nữa. Tất cả lập tức lên đường ngay. Ra tới cổng thì tản ra. Tránh đừng để mà quá lộ liễu. Còn tiểu sư Thúc thì sao? Ta còn một chút việc phải làm mọi người thuyền chuyển tổng đà đến đầu. Tới một thôn ấp ở phía tây, cách đây hơn 30 dặm, gọi là Thanh Bảo Bình. Được rồi, hãy hạ lệnh khởi hành đi. Lạc Ninh lập tức hạ lệnh khởi hành, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi. Đợi đến khi tất cả đã rời khỏi trang viện, Đinh Hạo mới nói với Lạc Ninh. Lạc viên ngoại, có tin mừng, ta quên nói với người. Tin mừng gì vậy? Tiểu sư đệ nhược ngu của người mất tích bấy lâu này giờ đã có hành tung rồi. Ồ, oh, đó quả là một tin mừng rất lớn. Hiện giờ tiểu sư đệ đang ở đâu? Hắn là đường kim phó tổng quản của bác bảo. Nhờ người báo lại với thọ lão ca ca của ta là ta đã bảo nhược ngu lưu lại bác bảo làm nội ứng. Mọi việc phải tuyệt đối giữ bí mật. Lúc này hắn đến đây để mà báo tin nói rằng bác bảo sẽ phát động tấn công vào đêm mai. Thật là thủ đoạn hiểm độc. Thôi, bây giờ đã là canh năm rồi. Người mau đi đi. Lạc Ninh chấp tay nói. Sư Điệt xin cáo biệt. Rồi y lập tức xoay lưng chạy ra cổng. Cả trong viên rộng lớn chỉ còn lại một mình đình hạo với bầu không khí lạnh lạnh, buồn bã không tả. Hắn thở dài, đi về phòng đóng cửa lại rồi ngả lưng xuống giường ngủ luôn đến gần trưa hôm sau đinh hạo mới thức dậy hắn cảm thấy xót bụng nên xuống bếp lục lại cơm rượu của ngày hôm qua ăn cho lót dạ hắn biết lúc này trang viện đã bị theo dõi rất là chặt chẽ nên cố tình lưu lại bảo nhằm đánh lạc hướng của bọn mật thám bắc bảo giúp cho thầy trò lạc ninh lên đường được thuận tiện hơn cũng như là tránh gây đổ máu ở thạch gia tập nơi có cả trăm hộ dân lương thiện đang sinh sống. Vào khoảng canh một đêm đó, thì Đinh Hạo quyết định đi một vòng quanh trang viện. Hắn chợt nghĩ là nếu để bọn mật thám bác bảo biết được trong trang viện không có ai thì không nên, nên quyết định chặn địch ngay từ bên ngoài. Nghĩ vậy nên hắn lập tức cải trang thành hắc nhỏ rồi lướt mình ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng trang viện thì bằng nhãn lực sắc bén của mình Hắn đã nhìn thấy vô số bóng đen thấp thoáng ẩn hiện trong các gốc cây bụi rậm. Đình Hạo lập tức triển khai khinh công thần tốc, nhảy vọt lên cành cao, rồi chuyển từ cành này qua cành khác như là con vượn. Ra đến đường cái phía trước trang viện, hắn mới khẽ nhảy xuống, rồi đường hoàng chậm rãi tiến về phía trang viện. Chưa đi được 10 bước thì có một tiếng quát trong bụi rậm vang lên. "Ai, đứng lại!" rồi một bóng người nhảy ra chắn đường. Đó là một trung niên mặt mũi khá là bậm trận. Nhìn kiểu cách ăn mặc thì chắc đó là một đầu mục. Y nhìn Đinh Hạo một lúc rồi lạnh lùng nói. Người là ai? Đinh Hạo cười nhạt nói. Hắc nhỏ. Hai tiếng đó lọt vào tai của gái trung niên như là một tiếng sấm. Y tức thì tái mét mặt mày, xoay người toàn bỏ chạy. Nhưng Đình Hạo đã nhanh hơn một bước, là người tới trước cản đường, giọng nói của hắn lạnh như băng tuyết. "Đứng yên đó cho ta." Trung Niên run run đứng lại, sợ so đến nỗi không dám thở mạnh. Đình Hạo lại nói tiếp, "Vùng này ai phụ trách?" Gã Trung Niên ấp úng nói, "Hiện giờ tạm tạm thời do tại hạ phụ trách." Người là ai?" là là đồ mục ngoại đường của bác bảo tốt người hãy lập tức tập trung thù hạ lại đây gã trung niên sợ đến mức mặt mày xanh như là chàm tay chân run run rút trong túi ra một cái còi nhỏ rồi thổi một cái lập tức có gần sáu bảy chục người cùng xuất hiện đinh hạo lạnh lùng nói đầy đủ rồi chứ đầy đủ cả rồi các hạ muốn làm gì? Nói ngắn gọn, bản nhò không muốn giết các người, mà chỉ muốn phế đi võ công của các người mà thôi. Mong rằng các người từ nay về sau, chịu khó làm ăn lương thiện, mà không theo hổ làng, làm việc hại cho giang hổ nữa. Vừa nghe đến đó, thì mọi người đều náo động cả lên, như là một bầy ong vỡ tổ, bỏ chạy toán loạn. Đình hạo nhanh như chớp ra tay chế ngự tên đầu mục, sau đó 10 ngón tay vùng lên xuất chỉ nghe veo véo. Một lúc sau, thì tất cả bọn mật thám của bác Bảo đều bị điểm huyệt ngã lăn ra đất. Võ công cũng đều bị phế hết. Đình Hạo cúi người kẹp tiền đầu mục vượt đồng băng ruộng, chạy khoảng hai ba dặm đường tới gần thành Y Xuyên, rồi đặt hắn xuống. Giải huyệt, sau đó chàng lạnh lùng nói. Bây giờ, mau dẫn ta đi gặp đồng khanh của các người tên đầu mục không dám nói năng gì, loạn choạng đi trước dẫn đường. Đi được chừng nửa dặm đường, thì bỗng trên đường cái có vài kỵ mã chạy đến. Y run run nói, trong trong số kỵ mã phía trước có Đông Khanh và Phó Tổng Quản. Đình Hạo gật đầu nói, được rồi, ta tha mạng cho người, mau cút đi cho khuất mắt. Tên đầu mục lặng lặng bước đi. Lúc này đoàn kỵ mã đã tới khá gần. Đinh Hạo bỗng lạng người ra cản giữa đường, làm cho mấy con ngựa đi đầu phải dừng gấp lại, dựng hai chân trước lên trời, hí vàng ẩm ý. Đoàn kỳ mã gồm có sáu người ngựa, một tên trong số đó nhanh nhẹn dục ngựa tới trước, quát lên. Lờ kẻ nào cả gan vậy, mau tránh đường, kẻo. Y vừa nói tới đó, thì Đinh Hạo đã cười nhạt, vùng trường đánh thẳng giả chỉ nghe hự một tiếng, rồi kỳ sĩ đã bị hất văng ra khỏi lưng ngựa, té xuống đất, không cựa cậy gì nữa. Con ngựa không có ai điều khiển, chạy tứ tùng. Năm kỵ mã còn lại không nói gì xếp lại thành một hàng ngang. Rồi ông già áo sắm trọt đặc sứ hôm trước, kéo cương cho ngựa tiến lên phía trước, đứng đối diện với Đình Hạo. Đình Hạo lạnh lùng nói, Các hạ là ngũ phương thần đồng, phương khải minh ông lão giật mình lớn tiếng quát bằng hữu là cao nhân phương nào hắc nhỏ hắn la lên một tiếng trong tiếng kêu kinh hoàng ngũ phương thần đồng phương khải minh vội dục ngựa bước lùi vài bước cầm mắt lộ vẻ hãi hùng bốn người còn lại trong đó có cả phi nhược ngủ cũng đều sắc mặt tái mét không còn chút máu ngũ phương thần đồng phương khải minh hoảng sợ nói các hạ có điều gì chỉ giáo? Bản nhò chẳng muốn gây đổ máu tại nơi này. Có hai việc muốn người truyền đạt đến trịnh tam giang. Là hai chuyện gì? Điều thứ nhất là cấm người của Vọng Nguyệt Bảo đặt chân vào chu vi 30 dặm của thành Y Xuyên. Điều thứ hai là việc trịnh tam giang tu họp cao thủ giang hồ muốn tiêu diệt bản nhò thì đã bị bản nhò nắm hết kế hoạch rồi. Người bảo hắn đừng ôm mạnh bá chủ giang hồ. Một ngày gần đây, bản nho sẽ đến vọng nguyệt bảo tìm hắn thanh toán. Lời nói này của các hạ, lão phu sẽ truyền đạt đầy đủ. Tuy nhiên, tối nay lão phu có việc trong thành. Điều kiện đầu tiên, lập tức phải chấp hành. Lão phu vâng lệnh hành sự, không đủ thẩm quyền quyết định. Đông Phương Khải Mình bạn nhỏ không muốn nhiều lời. Các hạ cùng không môn quan hệ ra sao? Không có quan hệ gì. Ta không muốn nói nhiều nữa. Các người lập tức rút về ngay cho ta. Nếu mà đến sau khi trời sáng mà trong thành còn có người của vọng nguyệt bảo, thì bản nhỏ sẽ giết sạch hết. Câu nói này nghe rất là ngạo nghễ, nhưng nó phát ra từ miệng của hắc nhỏ nên người nghe cũng chẳng thấy ngạo nghễ tí nào. Bác Bảo được người giang hồ mệnh danh là Diêm Vương Bảo, không một ai dám đụng chạm tới. Dám ngang nhìn lấn lướt Bác Bảo kiểu này, thì ngoài hắc nhò già e rằng không có người thứ hai. Thần sắc của ngũ phương thần đông Phương Khải Minh biến đổi liên tục, bỗng lão gằn giọng nói. Bằng một câu nói của các hạ mà muốn lão phu rút lui, thì e rằng không thể được Chứ vậy người muốn sao? Các hạ giành chấn võ lầm. Lão Phù muốn lãnh giáo vài chiều tuyệt học. Hừ, thật là không biết lượng sức. Hắc nhỏ, võ sĩ khả sát bất khả nhục. Lão Phù cũng có tiếng trầm trong giang hồ. Chưa đánh đã chạy, thì còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa. Được, bản nhỏ cho người thử một chiều. Đến chiều thứ hai mà người còn chưa biết tự lượng sức, thì đừng trách bản nhỏ độc ác. Cái kiểu nói năng xem thiên hạ chẳng có ai này thì chỉ có hắc nho mới dám nói. Đương nhiên ngay cả phi nhược ngu cũng không ngờ đó chính là tiểu thúc thúc của mình. Ngũ phương thần đồng phương khải minh nhảy xuống ngựa, lập tức có tên thủ hạ khác cũng xuống ngựa, rồi bước tới bề lão tiếp lấy dây cường, sau đó lùi ra sau. Gương mặt của ngũ phương thần biểu lộ nỗi hoang mang lo lắng nhưng lão vẫn quyết định đấu thử. Thứ nhất là sau này về bác bảo, lão còn có cách ăn nói. Thứ hai là dù sao, lão cũng muốn thử xem võ công của nhân vật thần bí oai chấn võ lâm này ra sao. Đình Hạo lạnh lùng rút kiếm ra nói. Chuẩn bị đi. Ngũ phương thần đồng cũng rút kiếm ra, chọn một vị trí, rồi thở dài nói. Đã 30 năm này, lão phù không cầm kiếm rồi. Nghĩa bóng lão muốn nói là ngoại trừ hắc nhỏ già, ít ai là đối thủ của lão. Câu nói trên cũng không phải là quá tự cao, vì đệ tử của lão là phi nhược ngủ cũng thuộc hàng nhất lưu giang hồ rồi. Võ công của lão chắc là tương đương với bạch nhỏ hoặc là cao hơn. Thanh kiếm của Đinh Hạo nghiêng nghiêng dơ cao, trên mặt không có một chút tình cảm biểu lộ, vì hắn đã đeo mặt nạ Ngũ Phương Thần Đồng bỗng quét lên một tiếng, rồi thanh kiếm của lão đã rạch tới như là điện xẹp, kiếm khí lạnh buốt, biến hóa vô cùng. Chỉ nghe leng keng vài tiếng, rồi thì Ngũ Phương Thần Đồng đã thu lùi ra sau sáu bảy bước, loạng choạng thân hình, thanh kiếm cũng hạ xuống, hơi thở hồng hộc không ngừng. Thanh kiếm của Hắc Nhò vẫn nghiêng nghiêng dơ cao. Thật là không ai biết hắn đã dùng chiêu thức gì và ra tay vào lúc nào. Dường như ngay từ đầu đến chí cuối, hắn chỉ đứng với một tư thế đó. Cao thủ Bác Bảo và Phi Nhược Ngu đứng xem kinh ngạc đến há hốc mồm miệng giả, đứng xứng một chỗ. Ngũ Phương thần đồng ngơ ngẩn một hồi, rồi lặng lặng tra kiếm vào vò, xoay người lại, leo lên lưng ngựa nói. Rút lùi. Rồi cả đoàn kỵ mã đã chạy mất dạng. Đình Hạo trầm ngâm đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, rồi chạy vào rừng. Hắn đang định cởi bỏ hóa tràng, thì lại nghe thấy những tiếng rú thảm thiết vang lên. Đình Hạo giật bắn người, nơi đây cách thập gia tập không bao xa, chẳng lẽ không mùn, đã có chuyện. Nghĩ thế hắn vội vàng chạy đến hướng có tiếng rú. Chừng nửa dặm đường trôi qua thì hắn đã nhìn thấy một quang cảnh hiện trường nơi mà tiếng rú phát ra. Trong một khu rừng liễu lừa thừa có bảy tám xác chết nằm dưới đất một thiếu nữ áo vàng lưng đeo trường kiếm đứng bên cạnh. Đinh Hạo bất giác cả mừng, thầm nghĩ. Thật là đi mòn giày không tìm được, gặp lại chẳng tốn chút công phủ. Lúc này thiếu nữ áo vàng đã xoay mình toàn đi khỏi. Đinh Hạo lạnh lùng quát to. Đứng lại! Thiếu nữ chẳng thèm quay người lại, giọng điệu lạnh lùng không kém nói. Là ai? Hắc nhỏ, Nghe tới đó thì thiếu nữ áo vàng lập tức xoay người lại, đôi mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Đình Hạo thoáng nhìn thì thấy thiếu nữ cũng khá là xinh đẹp, khoảng trên dưới 20 tuổi, y như là Lạc Đình đã nói. Trên ngực áo của thiếu nữ có thêu một con rồng vàng, trên đầu rồng có thêu chữ dần, màu trắng khá rõ. Hắn lại lướt mắt nhìn những xác chết thì thấy xác nào trên chán cũng có nằm lỗ máu. Rõ ràng bị năm ngón tay đầm thùng thứ thủ pháp giết người như vậy quá là tàn nhẫn. Trong đám xác chết ấy, thấy có tên đầu mục mà hắn vừa buông tha lúc nãy, chứng tỏ tất cả đều là võ sĩ của vọng nguyệt bảo. Đinh Hạo nhìn thiếu nữ áo vàng, lạnh lùng nói, Người đã giết họ ư? Ừ. Không sai, chính ta giết chúng. Người không biết bọn họ đã mất hết công lực sao? Biết chứ, biết sao vẫn động thủ vì chúng là người của vọng nguyệt bảo đình hào chật động tâm xem ra đám thiếu nữ áo vàng này chuyên môn gây hấn với vọng nguyệt bảo dám công khai đối địch với mình chủ võ lâm phương bắc thì xem ra thủ lĩnh đằng sau của tổ chức thiếu nữ áo vàng này là một nhân vật khủng bố kinh người hắn nghĩ thế bèn hỏi tại sao vậy điều này không thể phụng cáo bản kim long sứ giả chỉ phung lệnh hành sự mà thôi Đình hạo lại cảm thấy động tâm trên giang hồ hắn chưa từng nghe thấy tên tuổi của kim long sứ giả cũng chưa từng nghe đến một môn phái nào có tên là kim long chắc đúng như là lạc ninh suy đoán đó là một môn phái bí mật mới nổi dậy trên giang hồ chưa xuất hiện công khai lập đà khai môn công bố với võ lâm thế thì chắc người là dần hiệu kim long sứ giả ư? Ừ. Đúng vậy. Môn phái gì vậy? Điều này chẳng thể phụng cáo. Đinh Hạo lạnh lùng hỏi tiếp. Vậy nếu bản nhò hỏi người, ai là người chỉ huy ra lệnh cho người thì sao? Cũng không thể phụng cáo. Đinh Hạo suy nghĩ tiếp, rồi chợt phát buồn cười. Đã nói là bằng hội bí mật, thì mấy chuyện như vậy tất nhiên là họ làm sao có thể trả lời cho hắn được. Hắn nghĩ cần thiết phải tìm hiểu tung tích của Mai Ánh Tuyết, nên là trầm giọng hỏi. Bản Nho có một câu hỏi, mong rằng ngươi trả lời thành thật. Phải biết câu hỏi trước đã. Ngươi phải trả lời câu hỏi này của ta. Các hạ thử nói xem nào. Có hai chủ tớ cùng bản nho có quan hệ thân thuộc bị một trong số sứ giả của các người theo dõi từ Nhữ Châu đến Nghì Dương. Rồi ở khách điếm tại Nghì Dương thì bị sứ giả đó dụ đi mất tích. Hy vọng người cho ta biết tung tích của người chủ ấy. Dân hiệu sứ giả cao mày nói. Người đó là nam hay nữ? Đình Hảo biết là nếu mà Ánh Tuyết thật sự đã bị lọt vào tay của đối phương thì không thể giấu giếm nên hắn nói. Một cô gái nhưng mà hóa trang thành thư sinh. Dân hiệu sứ giả lắc đầu nói. Việc này không phải do ta làm. Nên không thể trả lời được. Đình hạo nộ khí sung thiên nói. Người bắt buộc phải trả lời. giận hiệu sứ giả biến sắc nói. Bọn ta ngoài trừ sóc phục giống nhau. Còn lại thì mạnh ai nấy có một nhiệm vụ riêng. Bảo ta làm sao mà trả lời. Dễ thôi. Chỉ cần nói ra nơi tọa lạc tổng đà và người trưởng đà của người là sau ngày. Việc này xin thứ lỗi, không thể phụng cáo. Bà Nho không thích nói nhiều lời. Dân hiệu sứ giả nói, Xin các hạ đừng bắt ép đà. Bọn ta đã được lệnh khi hành tẩu giang hồ thì không được xảy ra xung đột với các hạ. Nếu việc này người không trả lời, thì xung đột khó mà tránh khỏi Dần hiệu sứ giả biến sắc nói: Các hạ muốn sao đây? Bản nhỏ chỉ cần câu trả lời của người mà thôi. E rằng các hạ phải thất vọng. <laughs> người nghĩ thế ư? Ừ? Bản sứ giả sẽ đem tình hình hồi báo với cấp trên, điều tra rõ ràng tình hình rồi báo cáo với các hạ. Như vậy có được không? Không được, bản nhỏ muốn biết tung tích của người ấy ngay bây giờ. Các hạ đừng làm khó dễ người ta như vậy. Có khó dễ người khác một lần cũng chẳng sao. Dân hiệu sứ giả trầm giọng nói. Các hạ nên biết là bọn ta tuân lệnh không được xung đột với các hạ, chứ chẳng phải là sợ ai. Ồ, bản nhỏ thì lại chẳng sợ ngại xung đột. Bắt buộc người phải khai ra mới xong. Dân hiệu sứ giả lạnh lùng nói. Bản sứ giả chẳng sợ uy hiếp. Đình hạo bí mồi nói. Ta nói lần cuối cùng. Hãy khai ra sự thật. Bằng không thì ta sẽ bắt người làm con tin. Đến khi nào mọi việc sáng tỏ mới xong. Nếu người muốn cầu viện thì cứ làm ngay bây giờ. Đợi đến khi bản nhò động thủ thì người chẳng có cơ hội đâu. Các hạ cùng thiếu nữ đó có quan hệ thế nào? người không cần phải biết làm gì. Bản sứ giả cũng nói lần cuối cùng, thủ lĩnh của bọn ta tôn trọng địa vị của các hạ trên giang hồ. Nếu quả thật có chuyện như thế, thì trong ba ngày sẽ có câu trả lời. Bạn nhỏ muốn biết ngay bây giờ. Thế thì xin trái lệnh vậy. Vậy thì người đừng có trách. Dứt lời Đinh Hạo đã vùng trường đánh tới, Dần hiệu sứ giả khẽ xoay người một cái, nương theo trưởng phòng, thoái lui ra sau bà trượng, chẳng hề hấn gì. Đình hạo cả kinh, hắn không ngờ đối phương lại có một công phu có thể nương theo trưởng phòng mà thối lui như vậy. Xoạt một tiếng, hắn đã rút kiếm giả. Dần hiệu sứ giả mỉm cười, khẽ vung tay một cái, đã có một làn khói đen dày đặc xuất hiện, treo khuất thị giác của đình hạo. Đoàn này quả thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn, khi mà hắn nhìn rõ được cảnh vật thì giận hiệu sứ giả đã không thấy tung tích đâu đinh hạo căm phẫn nghiến răng kèn kẹt đây là lần đầu tiên hắc nho thất bại hắn hối hận đã quá ỷ ý, ý nên để cho đối phương chạy thoát phen này muốn tìm gặp lại lần nữa thì chắc chắn là khó khăn vô cùng đinh hạo thở dài đành lầm lũi phi thân về tràng viện vừa đặt chân vào cửa tràng thì bất giác giật mình vì toàn trang viện đèn đuốc sáng trừng Lạc viên ngoại chắc chắn không có làm chuyện gây chú ý đến như vậy Vào đến đại sảnh thì hắn không nhịn được phá lên cười Vì hắn thấy thọ giao phòng lão ca ca Đang ôm màu rượu lớn gục đầu ngủ kháy khò khò trên bàn Đình hạo bước vào sảnh đường nói to Lão ca ca, người ngủ ngon vậy Thọ giao phòng ngừng mặt lên nhìn đình hạo Lè nhẹ nói tiêu à, hình đệ là người đấy à ta đang chờ người đây đinh hạo lắc đầu nói lão ca ca người thật là vô tử cho dù có xảy ra bất cứ đại sự nào thì cũng có thể yên tâm ngủ ngáy khò khò được lão ca về đây từ lúc nào vậy thọ giao phòng ngồi thẳng người lại cười khanh khách nói à, một giờ canh giờ rồi Lão ca ca có biết trang viện đã xảy ra biến cố gì chẳng? Chính vì việc này mà ta hấp tấp chạy về đây. Người xử lý rất đúng, thuyên truyền tổng đả là cách tốt nhất. Vậy mà lão ca ca có thể yên tâm ngủ say ngáy khò khò được, lại còn đốt đèn sáng chừng. Nếu tai mắt của Vọng Nguyệt Bảo mà phát hiện được thì... <laughs> Tất nhiên là ta phải yên tâm thì mới ngủ ngon được như vậy chứ lão đề có biết không? Hắc Nho đã nhúng tay vào việc này, vì vậy mà đại sự đầu yên ổn rồi. Đinh Hạo ngạc nhiên, không nghĩ là thọ giao phòng có thể biết được mọi chuyện nhanh đến như vậy. Hắn ngập ngừng hỏi: sao lão ca ca biết là có Hắc Nho nhúng tay vào? thì chính mắt ta trông thấy mà. vậy sao? lúc mà ta về trang vừa kịp xem tuồng hát Hắc Nho đối phó Ngũ Phương Thần Đồng. Ta vốn muốn xem trò hết tuồng hát nhưng lo trong viện xảy ra chuyện nên vội vàng chạy về đây ngay. Xem huynh đệ không có vẻ gì là ngạc nhiên. Huynh đệ cũng biết chuyện này ừ. ư? <laughs> Kết quả tuồng hát ra sao? Đình Hạo cười nói, bọn Ngũ Phương Thần Đồng thua trận quay về, Hắc Nho xong việc cũng đã bỏ đi. Thọ Giao Phong trầm ngâm nói. Tiểu huynh đệ, tại sao hắc nhỏ lại tham gia vào chuyện này? Là ngẫu nhiên trùng hợp hay là do người giật dây? Do đệ rực dây. <laughs> Đúng vậy, chẳng phải trước kia Ngươi có quen biết với hắc nhỏ sao? Đinh Hạo thật sự là không biết lão ca ca của mình, thật sự là không biết sự thật, hay là giả mù sa mưa mà hỏi vậy? hắn đành ra khung cho chót, cười nhạt nói. Tiểu đệ đúng là vô tình gặp được hắc nhò trong thành. Lại trùng hợp, y cũng đang định tìm bọn vọng nguyệt bảo tính sổ, nên mới nhờ y giúp đỡ chuyện này. Thọ Giao Phong cười khoái chí sang sàng nói. À, đé giả là có tiểu huynh đệ bên trong sắp đặt. Đình Hạo nói. Lão ca ca, sao vọng nguyệt bảo lại biết đây chính là tổng đà của không môn. Hôm trước, một quản sự chấp pháp có sự quyết một tên phản đồ của không môn nên đã mở một cuộc họp bí mật, còn phái người về Lạc Ninh trình báo. Không ngờ lại bị mật thám đối phương nghe lén được nên mới bị lộ. Cũng may là thân phận của ta chưa bại lộ. Té ra là như vậy. Những ngày này, huynh đệ đi đâu mà liên lạc chẳng được. Tiểu đệ ẩn cư nơi ly chân đảo, khổ luyện một loại võ công, mất gần 100 ngày mới xong. Ờ, thế thì võ công của huỳnh đệ lại tiến thêm một bậc. Xin chúc mừng huỳnh đệ. Đình Hạo động tâm nói, Lão ca ca, người có biết phó tổng quản của Vọng Nguyệt Bảo không? Có, có nghe nói đến nhân vật này hồi tối vừa rồi, hắn cũng có mặt đi chung với ngũ phương thần đồng. Ta đứng rất xa nên không nhìn rõ. Lão ca ca có biết người đó là ai không? Chưa gặp mặt bao giờ. Nghe nói là đệ tử của ngũ phương thần đồng. Đây là văn hữu tâm gì gì đấy. Lão ca ca thử bỏ hết nét trên đầu của ba chữ đó thử xem. Thọ Giao Phong ngần người ra suy nghĩ một hồi, bỗng giật bắn người lên nói. Người, người nói đó, đó là, là... Hắn chính là nhược ngụ bỏ đi bấy lâu này đấy. Thọ Giao Phong run bần bật, nói không ra lời. Đinh Hạo từ từ thuật lại toàn bộ diễn biến ở bờ hồ Lì Trần Đảo cho lão nghe. Hai khóe mắt của Thọ Giao Phong chảy ra đôi dòng lệ. Thật là không ngờ một con người đùa giỡn nhìn đời chẳng ra gì, lại là người giàu tình cảm và dễ xúc động nhất. Đinh Hạo nhìn mà cảm động khôn tả. Thọ Giao Phong cảm xúc một hồi, rồi bỗng vỗ bàn cái dầm nói to. Tiểu xúc sinh, làm khổ vợ chồng ta quá mức. Nếu mà gặp mặt, thì ta sẽ bổ vào đầu nó. Đinh Hạo cười hà hà nói. <laughs> lão ca ca, không sợ bị lão tàu tàu bổ vào đầu sao? Thọ Giao Phong ngẩn người, đưa bầu rượu lên miệng toàn uống. Nhưng chẳng còn giọt nào. Lão bất giác tức giận ném mảnh bầu rượu xuống đất, nghe keo một tiếng. Thì ra, nó đúc bằng sắt. Đinh Hạo ngạc nhiên nói. Lão ca ca, ngươi đổi bầu rượu sắt từ lúc nào vậy? Cái cụ không còn sử dụng được. Ta thấy thuần dương lão nhì trong am lữ tổ tại Trần Châu có đeo cái bầu rượu giống y chang của ta nên là mới cùng ý đánh đổi, vì vậy mới chịu nổi một cái ném mạnh như vậy. Đinh Hào không nhịn được cười khành khách, thật là không ngờ lão ăn trộm quả như là to gan, đùa giỡn với cả tượng thần Lữ Thuần Dương. Hắn nói, "Lão ca ca, nếu mà tượng thần mà biết nói chuyện thì chắc là không đồng ý đánh đổi với lão ca ca đâu. Thì ta biết tượng thần không thể nói chuyện, nên là mới đánh đổi đấy chứ." Đinh Hạo mỉm cười nói Thế lão tàu tàu đang ở đâu? Ai mà biết được Cái khất bà đó đi đâu mà hỏi Mà đúng rồi Lão ca ca hành tàu trên giang hồ Có gặp qua những thiếu nữ áo vàng Có hành tung thần bí không? Thọ Giao Phong nghiêm sắc mặt nói Người nói Kim Long xứ giả phải không? Ờ đúng vậy Thôi Đừng nhắc lại nữa chúng làm ta suýt nữa đã mất mặt đấy. Ờ, sao vậy? Ta vì tò mò muốn thám thính lai lịch của chúng, nên mới định theo dõi. ai ngờ không theo dõi được, mà còn bị theo dõi lại. lão cà cà của người tự phụ thân pháp vô địch, vậy mà suýt tí nữa đã chịu mất mặt với bọn chúng. Ta phải dùng hết sức mới là chạy thoát được đấy trên giang hồ có bang phái nào mới nổi không? Không, không nghe nói gì hết. Thế lão ca ca có đoán ra được lai lịch của bọn chúng không? Chịu, không nghĩ ra được. Còn về lộ số võ công thì sao? <laughs> cái đó ta càng mù tịt hơn nữa. Người hỏi bọn chúng làm gì vậy? Lão ca ca có nhớ thiếu nữ áo trắng đã gửi cái túi ra cho đại không? Tất nhiên là nhớ chứ. Ờ, có chuyện gì ư? Có lẽ y đã lọt vào tay của bọn Kim Long Sứ Giả rồi. Tại sao lại có lẽ? Y bị đối phương theo dõi từ Nhữ Châu đến nghỉ Dương. Cuối cùng bị dụ đuổi theo đối phương mà mất tích từ đó. Coi bộ là đối phương đã có dự tính trước. Có lẽ vậy. Thọ Giao Phong cao mày nói bọn sứ giả toàn là thiếu nữ trẻ măng mơn mờn theo thường tình mà luận thì nếu kẻ cầm đầu không phải là một người nữ thì chắc chắn là một nhân vật hết sức là tả môn tiểu đệ cũng nghĩ như vậy nhưng đối phương dám công khai đối địch với bác bảo thì thực lực chắc chắn phải rất là hùng hậu và có ý đồ không nhỏ đâu nếu không họ chẳng dám làm như vậy Thuyền hạ không bao giờ có chuyện gì mà vĩnh viễn bí mật. Chỉ cần chúng công khai hành động trên giang hồ, thì sớm muộn gì cũng bị bại lộ mà thôi. Đành là như vậy, nhưng trước mắt phải lo cứu người trước đã. Thọ Giao Phong vút dầu cười nói, Lão ca ca rất là thông cảm tâm trạng của đệ. Cô bé đó quả thật là rất đáng để cho đệ quan tâm tới ta sẽ ra lệnh cho đệ tử cố gắng truy lùng tung tích xảo huyệt cũng như là thăm dò lộ số võ công của chúng. Còn về phần tiểu huynh đệ thì dựa vào võ công của mình mà dáng bắt lấy một tiền sứ giả. Sự tình có thể sáng tỏ đấy. Đành phải như vậy thôi. Thọ dọc phòng bỗng thờ dài nói. quá là họa vô đơn chí có một việc quan trọng cần phải nói lại cho người hay. Tên biết nhiều ấy, chưa đến được tề vân tràng, thì trên đường Nam Tiến đã mất tích rồi. Đinh Hạo cả kinh vội nói, Toàn tri tử Lão Ca Ca mất tích ư? Có phải là do Kim Long Sứ Giả gây ra không? Điều đó thì khó nói lắm. Kể cả Lão Coi Bói bán bán tàu ở Nhạc Dương Lầu cũng mất tích cùng một lượt tâm tư của đinh hạo tức thì dối ren khôn tả đây có lẽ là một âm mưu to lớn vô cùng tất cả những người có quan hệ với hắn đều xảy ra đại biến hình như không phải là trùng hợp ngẫu nhiên thọ giao phong thấy Đình hạo như vậy thì nói tiểu huynh đệ chớ nhụt trí nha. sáng mai ta sẽ khởi hành nam tiến để mà điều tra còn người thì ở lại khu vực lần cận này tìm cách bắt sống một tên kìm lòng sứ giả thăm dò cho già lai lịch của chúng. Xét tình hình, thì tổ chức này, nếu không phải là có thù với vọng Nguyệt Bảo, thì cũng có ý đồ thùn tính võ lầm đấy. Tiểu đệ cũng nghĩ vậy. Bỗng bịch một tiếng, một vật gì đó to nặng rớt xuống sân trang viện. Thọ Giao phòng và Đinh Hạo cùng giật mình, vội chạy ra ngoài xem xét. Hai người thấy dưới mái hiên nhà phía tây có một người nằm đó, bất tỉnh nhân sự. Đình Hạo bước lại gần thì bỗng kinh hoàng thét lên. Khai nhất nghiêu lão ca ca. Thọ giao phòng biến sắc, vội chạy đến bắt mạch rồi nói. Thường thế rất nặng, chấn động cả tâm mạch. Chẳng biết là ai đã hạ độc thủ như vậy. Đưa lão vào trong nằm nghỉ cái đã nào. Đình Hạo bồng khai nhất nghiêu đặt vào giường trong phòng rồi lo lắng nói. Lão ca ca, có còn cứu được không? Sắc mặt của thọ giao phong trầm lặng, lão thò tay thăm dò thật kỹ các kinh mạch, rồi thở dài nói. Chắc là không thể sống được nữa rồi. Đinh Hạo dùng mình, run run nói. Không, không thể cứu được nữa. Thọ giao phong lắc đầu, cởi áo ngoài của Kha Nhất Nghiêu ra để xem xét ngoại thương. Bỗng Đinh Hạo thét lên một tiếng, gương mặt xanh mét, toàn thân run lời bẩy không ngừng ánh mắt phát ra những tia sáng kinh dị thọ giao phong trông thấy vậy thì kinh ngạc vội nói tiểu huynh đệ có chuyện gì vậy đình hào chỉ tay vào ngực của kha nhất Nghiều, nghiến răng kèn kẹp nói hắn hắn chính là một trong số những hung thủ đã giết gia phụ và tàn phá gia trang của tiểu đệ thọ giao phong kinh ngạc nói hắn hắn là thù nhà của tiểu huynh đệ ư? Ừ. Không sai. Căn cứ vào đầu mà nhận biết được. Trước ngư hắn có xăm con rồng uốn khúc. Tất cả trong số hung thủ, chỉ có một mình hắn là đệ không biết tên tuổi thôi. Thế thì tiểu huynh đệ tính sao đây? Thật lâu, Đinh Hạo mới thốt ra một chữ. Giết. Thọ Giao Phong gãy đầu ngớ cổ, gương mặt già biến đổi liên tục, trầm giọng nói. Bên trong, có lẽ còn uẩn khúc gì đây? Sao biết được? Khai Nhất Nghiêu biết rõ thân phận của người. Nếu hắn có lòng dạ xấu xà, có biết bao nhiêu cơ hội đã giết được người. Nhưng hắn đối với người đã thể hiện tấm lòng thành. Mà hai người lại cùng chung thù một người, là Vân Long Tam Hiệu Triệu Nguyên Sành lúc hắn xuất hiện rất là bất ngờ. Tiểu đệ mãi hoài nghi điều này, cho đến bây giờ đây. Theo ta, thì nên cứu sống hắn. Nếu cứu chẳng được hắn, cũng phải tạo cho hắn có cơ hội nói chuyện xem thế nào. Đinh Hạo nghiến rằng nói. Được rồi, tiểu đệ có một số vấn đề phải hỏi hắn. Thọ Giao Phong từ trong túi lấy ra ba viên thuốc đỏ, cậy miệng khai nhất nghiêu già, nhét ba viên thuốc vào, sau đó điểm vào hầu kiết huyệt của hắn, tức thì mấy viên thuốc tan vào người ngay. kế tiếp lại điểm vào đại huyệt của hắn, xoa bóp một hồi, đoàn bắt mạch lần nữa, bất giác lắc đầu nói: "ta chịu thua rồi." Đinh Hạo xúc động nói: muốn hắn nói chuyện, để tiểu đệ làm trò. dứt lời hắn ngồi xuống cạnh giường, điểm vào mấy huyệt đạo của Khai Nhất Nghiều. Kế đó dùng lòng bàn tay ấn vào mạng môn đại huyệt của hắn, đem chân nguyên bản thân từ từ truyền vào. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của Khai Nhất Nghiêu bắt đầu hồng hào trở lại, hô hấp cũng mạnh lên. Đình Hạo lại gia tăng truyền chân khí vào. Đồ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Khai Nhất Nghiêu ự một tiếng, rồi trận to đôi mắt. Đình Hạo chăm chăm nhìn người thù huyết hải mà cũng là bản thân một cách đầy xúc động mãnh liệt, Kha Nhất Nghiêu mở miệng mất máy cả nửa buổi, cuối cùng cũng phát ra âm thanh nói. Tiểu, tiểu huynh đệ, lệnh trời, lệnh đất, được gặp lại đệ ở đây. Thọ Giao Phong ngồi bên cạnh giường, giọng nói dịu hòa. Lão đệ, chớ xúc động, có điều gì cứ từ từ mà nói. Kha Nhất Nghiêu thở một hồi, âm thanh lại lớn hơn được chút ít. Phi lão cả ta à, vì có một số vấn đề phải nói lại, đành liệu mạng trở về. Mạnh thầy, đinh đệ cũng có ở đây. Đinh Hạo nghiến rằng chẳng biết nói gì hơn. Thọ Giao Phong nháy mắt ra dấu bảo Đinh Hạo bình tĩnh, sau đó mới trầm giọng nói. Khả lão đệ, thương thế của người khá nặng. Khả Nhất Nghiêu cười thê thảm nói. Thả biết chẳng sống được nữa. Chạy đến đây được cũng là khá lắm rồi. Khả lão đệ bị ai đánh thương vậy? Bạch nhỏ. Tổng giám vọng nguyệt bảo ư? Đúng vậy. Tại vì ta đang tra tấn khẩu cùng của một đường chủ trong Bắc Bảo. Thịnh lình, hắn xuất hiện. Khả lão đệ trà tấn điều gì? Tùng tích của vân lòng tạm hiệu. Đinh Hạo không nín được, cất tiếng nói. Trong bào chẳng có người đó. Da thịt trên mặt Kha Nhất Nghiêu co rút một hồi nói. Vì ta thoáng nghe đối phương đàm luận với thân pháp một người trong bào. Rất là giống vân lòng tạm hiệu triệu nguyên xanh cho nên mới có ý tra tấn để dò thám. Đình Hảo cố gắng hết sức nhẫn nhịn, vẫn xưng hồ như xưa nói. Khả lão ca khổ nhọc truy tầm vân lòng tam hiệu triệu nguyên xanh, có thể nói rõ nguyên do chẳng. Khả nhẫn nghiêu hít một hơi mạnh nói. Ta chẳng quản sống chết chạy về đây. Chính là vì phải nói rõ việc này. Thế thì xin nói, À, và hắn là huynh đệ đồng môn. Thỏa Giao phòng xúc động nói. Thật là không ngờ, lão đệ lại là đệ tử của ẩn danh lão nhân tại Tuyết Phong Sơn. Khai Nhất Nghiêu căm hận nói. Triệu Nguyên Xanh thông minh hơn ta, rất được tiền sư sụng ái. Thành tựu cũng cao hơn ta nhiều. Đã được chân truyền của sư phụ cho nên tiên sư ra lệnh bảo hắn xuống núi hành hiệp giang hồ còn ta thì hầu thầy cung phụng sớm chiều hắn dừng lại giây lát bèn nói tiếp công lực của tiên sư được từ một quyến bí kíp thượng cổ cuốn bí kíp thượng cổ đó chưa làm thượng hạ hai tập tiên sư xem xét bí kíp tập hạ toàn là võ học tạ môn, không cho tu tập nên cất giấu kín đáo, chỉ chuyên dạy bí kíp tập thượng. Triệu Nguyên Sành thì cảm thấy không mấy vui, cho rằng võ công là võ công, biết dùng vào chính thì võ học tạ môn cũng sẽ trở thành chính. Biết dùng vào tà, thì võ học chính phái cũng sẽ trở thành tà. Hừ, lý luận này cũng hợp tình hợp lý đấy. Mười năm về trước, tiên sư tạ thế. Trước khi người đi, bảo ta mang bí kíp tập hạ ra đốt bỏ. Nhưng bí kíp tập hạ đó không cánh mà bay mất. Tiên sư khẳng định, người sư huynh hư hỏng đó đã lấy cắp đi mất. Vì hắn từng về núi vài lần. Vì thế, thầy ta để lại gì lệnh, bảo ta tìm cách thu hồi, đốt hủy và hỏi tội dối gạt sư trưởng. Hắn nói đến đây, cảm khái thở dài lại nói tiếp. Công lực của ta vốn chẳng bằng hắn. Dì mệnh này cũng khó hoàn thành được. Bây giờ, gặp chuyện bất chắc. Quả thật chết chẳng yên tâm. Con mặt mũi nào gặp tiền sư nơi chín suối. Đinh Hào thấy đối phương chưa đề cập đến thảm án nằm xưa, không chịu đựng được nữa nói. Hình như Kha Lão Ca chưa nói hết lời. Kha Nhất Nghiêu chăm chú nhìn Đinh Hạo nói. Phải, bây giờ nói đến sự kiện lòng trùng sơn vậy. Đinh Hào khí huyết sôi sục, đôi mắt đỏ ngầu. Kha Nhất Nghiêu nghiến răng nói. Sau khi ta xuống núi, đi khắp nơi tìm kiếm hắn, thám thính biết được hắn làm tổng quản của Tể Vân Trang. Ta không dám ngang nhiên gặp hắn, tại vì ta không phải là đối thủ của hắn. Trải qua mấy phen suy nghĩ, cuối cùng đánh liều đến gặp hắn. Dạ nói, phụng sư mệnh, bảo hắn về núi. Nói rằng, sư phụ có gì chúc quan trọng giao lại. Hắn bảo ta chờ nửa tháng tại Hòa Dung. Nói rằng, có việc gấp, làm xong sẽ theo ta về núi. Sau đó thì thế nào nữa? Thời gian nửa tháng chẳng phải là ít. Ta muốn dù ngoạn sự phồn thịnh của dạng hắn đã vào ấp ngạc dọc theo sông Hàn đi lên hướng bắc và bất ngờ phát hiện hắn cũng đi chung cùng một con đường nhận niệm hiếu kỳ ta đã âm thầm theo sau rồi sau nữa vượt đến phụ cận lòng trùng sơn bỗng mất đi đường dây theo dõi đợi lúc phát hiện lửa sáng cao ngút tận trời xanh ta chạy đến nơi, huyết án đã thành hình. ta ở trong đám cháy chạy loạn lạc, cấp cứu được một hải nhi, mà tên tiểu hải nhi chính là đinh tiểu đệ. đinh hào bất giác ngây người tại chỗ, nói như thế, Khai nhất nghiêu lại trở thành ân nhân cứu mạng của mình, thật là không thể nào tưởng tượng được hắn cố gắng hồi tưởng lại câu chuyện huyết án do trúc lâm khách kể lại bên trong có một đoạn kể rằng trong ánh lửa cháy thiêu thiếu chủ bị một tên võ sĩ mặc áo hở ngực bồng trong tay anh em ta liều mạng chụp tới tên võ sĩ bỏ thiếu chủ xuống ứng chiến yếu thế bỏ chạy võ sĩ trung niên đó là một trong tám hung thủ chẳng biết tên tuổi chỉ nhớ trước ngực của hắn có xăm một con hình rồng uốn khúc Căn cứ vào một đoạn thuật lại này thì lời nói của Kha Nhất Nghiêu có lẽ đúng sự thật rồi. Người sắp chết chỉ nói lời chân thật mà thôi. Hắn cần gì phải chạy liều mạng đến đây để mà nói láo làm gì. Thọ Giao Phong chăm chú nhìn Đình Hạo nói. Thế nào? Hai mắt của Đình Hạo đỏ âu nói. Tiểu đệ tin rằng đây là sự thật. Kha Nhất Nghiêu gượng sức nói được bấy nhiêu lời gương mặt hồng hào bắt đầu trở lại xanh mét, hơi thở càng nặng nhọc hơn. Đinh Hạo vội gia tăng truyền nội lực tiếp, nhưng ngọn đèn đã khô dầu, chẳng có kết quả gì. Thọ Giao Phong đau thương nói, Khả lão đệ, cố gắng chút nào. Đinh Hạo cảm thấy vạn phần thẹn thùa, may mà chưa có hành động quá khích đối với vị ân nhân sắp chết này. Hắn đau khổ rên là, Khả lão ca, tiểu đệ ôm hận thẹn thua suốt đời. Kha Nhất Nghiêu nở một nụ cười thương tâm. Nụ cười này chỉ là vài nét co rút của gương mặt. Hắn gượng gào, dùng hết toàn lực nói. Đinh điệu đệ. Lão cả. Trọng thác người. Giết hắn cho ta. Bên trong túi. Có tín vật của sự môn Đình Hào điên cuồng hét lên. Khả lão cả, tiêu đệ, ắt phải hoàn tất. <laughs> Đầu nghiêng sang một bên, hơi thở tắt hẳn. Đình Hào rút tay về, đôi dòng lệ chảy xuống ướt đẫm hay gò má. Thọ Giao Phong dùng tay vuốt đôi mắt hé mở của khả Nhất Nhiều, buồn bã nói. Không ngờ, thật là không ngờ mà. Khả lão đệ, chẳng may sinh làm người võ lầm. Hỡi ơi! Ngọn đèn dầu trên bàn phụt lên một bông lửa, toát ra màu lam, sau đó tắt hẳn. Cửa sổ lọt vào vài tia nắng ấm áp, chẳng biết mặt trời ló dạng lúc nào không hay. Đình Hạo ngậm ngùi nói. Lão cà cà, tiểu đệ có lỗi với hắn. Tiểu huynh đệ, chớ tự trách mình. Y chạy về tới đây được, thổ lộ được những lời nói tận đáy lòng. Thế là quý lắm rồi. Hắn... Hắn là ân nhân cứu mạng của đệ. Một khi hai mắt nhắm lại, tất cả ân oán tình thù không xong cũng phải tự kết liễu xong. Dù đệ có nói gì đi nữa, hắn cũng chẳng còn nghe biết. Người quá cố đã yên, còn người sống phải làm sao đây? tiểu huynh đệ. Trời sáng rồi, chúng ta hãy lo hậu sự cho hắn đã. Trôn cất thế nào đây? Hiện tại trong tràng có một cỗ quan tài, tạm dùng trôn cất ở sau hòa viên đã. Đợi sau này mới tìm một nơi phong cảnh đẹp, đái trôn cất vậy. Đình Hạo gật đầu, nhớ lại di ngôn của Kha Nhất Nghiều. Bên trong túi của hắn có tín vật sư môn. Căn cứ tín vật ấy thay mặt hắn thành lý môn hộ. Thật ra chuyện này cũng thừa thôi. Dù thế nào đi nữa, Đinh Hạo cũng chẳng thể nào dùng thứ huyết hải thâm thủ này được. Hắn nghĩ thế bèn đưa tay vào ngực thi thể, lấy ra một đồng tiền cổ có đường kính to bằng miệng đi trà và một số bạc lẻ. Ngoài ra không còn gì hết. Tín vật mà Khả Nhất Nghiêu đã nói, chắc là đồng tiền cổ này không sai. Khi tất cả mọi việc trôn cất xong xuôi, Mặt trời đã đứng bóng. Thọ giao phòng vẫn y kế hoạch đã định, xuống phía nam điều tra sự thất tùng của toàn tri tử. Còn Đinh Hạo ở lại vùng lân cận, đi tìm bắt Kim Long Sứ giả để giải vây cho Mai Ánh Tuyết. Thế rồi hai người ra khỏi trang viện, chia tay lên đường. Đinh Hạo ra thẳng y xuyên đi vào trong thành, tiện bước ghé vào một tiểu lâu ở ngã tư đường dùng cơm trưa. Hắn gọi rượu thịt tới lặng lặng ngồi ăn uống một mình, nhưng mà tâm sự thì trầm trọng khôn tả. Một là hắn bị thương cho cái chết của Khai Nhất Nghiêu, nào là lo lắng tới tung tích sống chết chẳng biết ra sao của Hồng Nhan Tri Kỷ Mai Ánh Tuyết. Kế đó là gia thủ sự hận, chẳng biết ngày nào mới kết liễu xong. Vọng Nguyệt Bảo thì ở gần ngày trước mắt, nhưng hắn không thể mạo muội hành động được, cần phải tính mưu cho kỹ rồi mới hành động sau bước thứ nhất phải thừa cơ hội cá biệt từng người tiêu diệt, sau đó mới có khả năng trực tiếp tìm tới Trịnh Tam Giang báo thủ. Mà công án của Kiều Long Lạnh cũng cần phải có một kế hoạch rõ ràng, chiều cáo với võ lầm. Vạn nhất Trịnh Tam Giang hủy diệt bằng chứng, thế thì không bao giờ làm sáng tỏ được việc này. Đình Hạo cũng thoạt nghĩ đến Trúc Lâm Khách tại Vương Ốc Sơn, hai chân của hắn đã tàn phế, coi như là người vô dụng nhưng khổ làm sao, hắn chưa có cơ hội đến thăm lão. Hắn đang trầm ngâm suy nghĩ vớ vẩn, bỗng một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Ngước đầu nhìn lên, thấy một thiếu nữ mặc áo choàng màu đen đi ngang bàn của mình, ngồi xuống ghế một chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Đình Hạo cũng chẳng rảnh rỗi để mà dòm ngó người này. Hắn lại cúi đầu tiếp tục suy nghĩ tâm sự. Tiểu nhị, cho ta 4 năm món ăn ngon nhất đây và một bình nữ nhì hồng, loại rượu lâu năm đấy. Âm thanh oang oang như là chuông ngân dịu dàng êm tai. Đình Hạo bỗng tò mò ngẩng đầu nhìn sang. Khéo thầy, cầm mắt của cô gái cũng liếc sang hướng Đình Hạo. Hai lún đồng tiền xinh đẹp mỉm cười với hắn, khiến Đình Hạo ngây người tức thì. Tim đập thình thịch, vội vàng cúi đầu nâng lì, nốc một hơi để che giấu vẻ sượng sùng của mình. Thiếu nữ này niên kỳ độ khoảng 24-25 cái xuân xanh, có một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước. Bỗng nhiên hắn phát hiện trên bàn có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ viết bằng bút họa lông mày. Hắn bất giác cả kinh, lặng lẽ cầm trên tay. Bên trên mảnh giấy có hàng chữ. Chớ gần mà nữ áo vàng, hãy cẩn thận âm mưu. Mà nữ áo vàng ở đây chắc là muốn ám chỉ là kim long sứ giả không sai. Đình Hào kinh ngạc chẳng ít, mảnh giấy nhỏ này là của ai viết, đặt trên bàn lúc nào. Hắn ngớ ngẩn cầm mảnh giấy nhỏ trong tay, căn cứ vào nét bút và viết bằng bút họa lông mày, thì mảnh giấy này là của người nữ không sai. Nếu nói về người nữ, ngoại trừ thiếu nữ mặc áo choàng đen già, thì trong tiểu lâu này không còn thiếu nữ nào khác. Vừa trùng hợp lúc nấy, y đã đi ngang qua bàn của mình. Thế thì chính y cảnh giác mình chứ không còn ai nữa. Quả thật là mình sơ ý quá thể, không phát hiện được đối phương đã đặt mảnh giấy nhỏ trên bàn của mình. Tại sao y phải làm việc thế này? Lai lịch của y ra sao? Trong mấy chốc, tiểu nhị mang rượu thịt ra đặt trên bàn. Thiếu nữ ấy ngồi ăn uống tự nhiên như là chẳng có chuyện gì. Những tiểu khách đại tọa âm thầm bàn tán xì xào về sắc đẹp của cô gái đã mấy lần Đình Hạo định mở miệng thỉnh giáo đối phương, nhưng miệng mấp máy lại thôi. Thỉnh thoảng cô gái ấy thò đầu ra ngoài cửa sổ, không biết y chờ đợi người nào hay là đang canh tìm người nào. Cô gái chẳng hề quay sang hướng bên trong, nên là Đình Hạo muốn làm quen cũng chẳng được, đành phải buồn bã ngồi đấy. Trong mấy chốc, có một thiếu nữ áo xanh hấp tấp bước vào, tiến gần cô gái ấy, ghé vào tai y thì thầm vài lời. Chỉ nghe cô gái ấy lạnh lùng thẳng hắng một tiếng rồi nói Để ta đích thân đi xử lý cho Việc này phu nhân bảo phải hoàn thành mới xong Âm thanh thì thào Nhưng Đinh Hạo nghe rõ mồn một Nhưng đây là lời nói không đầu không đuôi Chẳng thể hiểu được họ nói những gì Chuyện của họ cũng chẳng liên hệ đến mình Suy nghĩ làm gì cho cực nhọc Thiếu nữ ấy để lại nén bạc lẻ trên bàn Cùng thiếu nữ áo xanh đến sau thoăn thoắt bước xuống lầu. Khi đi ngang qua bàn của Đinh Hạo, liếc mắt nhìn đình Hạo mỉm cười rồi đi. Tâm tư đình Hạo hoang mang khôn tả, thiếu tử này làm gì đây? Hai bên chưa từng quen biết. Nụ cười đó rất hấp dẫn, nhưng hoàn toàn không có chút tà ý là lời nào. Hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ, đứng bật dậy, bảo tiểu nhị thanh toán tiền ăn, hấp tấp xuống lầu bước ra cổng, chẳng còn thấy bóng dáng của hai thiếu nữ ấy nữa hắn đang hoang mang vô cùng chỉ thấy một gã ăn mày chia ra xin tiền bất giác hắn như là sáng ý ngay mang số tiền lẻ còn thừa lúc nãy bỏ vào tay gã ăn mày mỉm cười nói bằng hữu hai thiếu nữ vừa ra khỏi cổng lúc nãy chạy về hướng nào vậy gã ăn mày cười tuyệt toét nói <laughs> ngay là đỉnh thiếu hiệp ư đinh hạo giật mình nhổ thầm sao gã ăn mày này lại nhận diện được mình Hắn bèn ngạc nhiên nói Bằng hữu làm thế nào biết được tại hạ Cách ăn mặc này của thiếu hiệp Ngoại trừ toàn tú tài giả Không còn người nào khác nữa Đó là ta đoán mỏ vậy Ờ hai thiếu nữ lúc nãy Hai thiếu nữ ấy Có lẽ là đến nhà tưởng ngự y Ở đồng lộ không xài... Nói sao Tưởng ngự y Có phải ngự y trong cung đình không Không Ngự Y tưởng Sĩ Đình đã quá cố lâu rồi, bây giờ con trai của Y lên thay. Làm sao mà Bằng hữu biết được? Thiếu nữ áo xanh là từ nhà Y ra đây. Đình Hạo lập tức biết ngay, gã ăn mày này có lẽ là đệ tử chuyên môn phụ trách giọt thám trong cái bảng. Bằng không Y chẳng để ý đến những chuyện lặt vặt này đâu. Hắn lại hỏi tiếp, thế nhà tưởng Ngự Y ở đâu? gã ăn mày trò con đường cái trước mặt nói Từ đó đi lên có con đường ngang quẹo qua bên trái rồi lại kẹo qua bên phải ở hẻm thứ hai Có một cái cánh cổng lớn sơn màu đen Có một cặp sư tử bằng đá to lớn Trên cổng có tấm bảng lớn để bốn chữ Tế thế hoạt nhân chính là nhà của ngự y Đình Hảo chấp tay xá một xá nói Đa tạ chỉ giáo Y theo lời chỉ dẫn của tên ăn mày, Đinh Hạo đã đi thẳng trên đại lộ, quẹo sang qua bên trái ở ngã tư. Đến hẻm thứ hai lại quẹo sang bên phải. Đi chẳng được bao xa, quả là thấy một ngôi nhà to lớn có cánh cổng sơn đen. Bên trên cổng có tấm bảng viết bốn chữ Tế Thế Hoạn Nhân bằng màu vàng kim. Hai bên cổng có một cặp thạch sư tử to lớn. Đinh Hạo trầm tư giây lát, bây giờ mình kêu cửa mà vào hay là vượt tường đây? Nhưng mình vào thế này thì có lý do gì chăng? Đến để thăm viếng chủ nhân hay là trị bệnh? Bỗng hắn có một sáng kiến, chẳng phải là người đại ca thân yêu xích ảnh nhân có mang chứng bệnh lì kỳ nan y hay sao? Chủ nhân trại này là hậu nhân ngự y cung đình, sao không dùng danh nghĩa cầu y, đường đường chính chính gõ cửa mà bước vào? Hắn nghĩ thế, liền bước lên gõ nhẹ vào cửa, một hồi lâu có âm thanh của người nữ vang lên Ai gõ cửa vậy? Đinh Hạo lớn tiếng đáp lại Tại hạ đến cầu trị bệnh Âm thanh của người nữ bên trong cổng nói Hôm nay tưởng thấy y không khám bệnh Đinh Hạo biết được bên trong có uẩn khúc gì đó Giả dạng làm ra dòng điệu khẩn trương không bằng Nói Nhờ cô nương trình báo lại Bệnh cấp cứu Âm thanh bỗng trở nên lạnh lùng nói Cấp cứu cũng chịu thổi Thái y đang trị bệnh cho một người hôn mê Không thể chuẩn bệnh khác được nữa Mời người đến nơi khác đi Chịu thôi Bệnh này chỉ tưởng thái y mới trị được Người thật là không biết điều Thế thì Người cứ đứng chờ ở ngoài cổng đi